có đến 90% phụ nữ sau sinh thường rơi vào tình trạng trí nhớ kém. Hiện tượng trí nhớ bị suy giảm ảnh hưởng không nhỏ đến công việc và cuộc sống của những bà mẹ sau sinh. Để khắc phục tình trạng này, chị em hãy tham khảo một số loại thực phẩm cải thiện trí nhớ sau sinh để bổ sung nhé. 1. Cà chua. Cà chua chứa một lượng vitamin C dồi dào, là dưỡng chất quan trọng và cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là đối với não bộ. Các chuyên gia y tế cũng cho biết, trong cà chua có chứa chất lycopene giúp bảo vệ cơ thể, chống lại chứng suy giảm trí nhớ và giảm khả năng mắc bệnh Alzheimer. Bên cạnh đó, cà chua còn có khả năng chống lại oxy hóa cực kỳ mạnh mẽ. Cà chua có thể chế biến thành nước ép cà chua, súp nấu cùng cà chua hoặc ăn sống. 2. Những loại quả có múi. Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Nhật Bản, họ phát hiện những người tiêu thụ cam quýt hàng ngày có khả năng giảm phát triển bệnh mất trí nhớ 23% so với những người ăn ít hơn 2 lần một tuần. Phụ nữ sau sinh hàng ngày ăn nhiều trái cây họ cam quýt như là cam, bưởi hoặc chanh có thể cắt giảm nguy cơ phát triển bệnh não, cải thiện trí nhớ và đẩy lùi chứng hay quên. Ngoài ra, axit glycic có trong trái cây họ cam quýt có thể bảo vệ não chống lại tổn thương như là Alzheimer hay làm chậm lại quá trình suy giảm trí nhớ. 3. Các loại hạt giàu vitamin E. Có thể kể đến như hạnh nhân, hạt điều, đậu phộng. Các loại hạt này được coi là nguồn vitamin E tuyệt vời. Khi ăn chúng, cơ thể của chúng ta dễ dàng hấp thụ được loại vitamin này, giúp ích rất lớn trong công tác phòng chống suy giảm nhận thức, rất có ích cho não bộ của bạn. 4. Táo. Táo là thực phẩm giàu chất pectin, một loại chất xơ hòa tan có khả năng làm giảm huyết áp và lượng đường trong máu, đồng thời tiêu diệt các cholesterol xấu trong cơ thể. Chất barium có tác dụng bổ xương và kiện não, chất flavonoid, chất chống oxy hóa và giảm nguy cơ mắc ung thư, làm chậm sự khởi phát của bệnh Alzheimer. Các nhà khoa học Mỹ cho biết ăn táo thường xuyên sẽ ngăn ngừa các tế bào não bị phá hủy và tăng cường khả năng ghi nhớ. 5. Hạt bí ngô. Loại hạt này được coi là một trong những loại hạt nuôi dưỡng não rất hiệu quả. Bởi vì trong hạt bí ngô có chứa nhiều chất kẽm, một dưỡng chất rất tốt cho việc phát triển trí não và tư duy. 5. Thịt gà. Thịt gà giàu chất tyrosine cần thiết cho việc tạo ra dopamine, epinephrine và norepinephrine giúp nâng cao sự tỉnh táo cho não. Khi đại não sản sinh ra các chất này thì tư duy và tốc độ phản ứng sẽ nhanh hơn, giúp cải thiện sự chú ý và tập trung, khiến con người trở nên linh hoạt và hăng hái hơn. 7. Thịt bò. Trong thịt bò nạc rất giàu hàm lượng sắt giúp cải thiện trí nhớ, khả năng chú ý và sự tập trung tinh thần. Với loại thực phẩm này, các mẹ có thể chế biến thành các món như là xào cùng với các loại rau, thịt bò kho, phở bò. Bên cạnh nhóm thực phẩm trên, mẹ sau sinh cũng được khuyên nên bổ sung thêm các thực phẩm như là ngũ cốc, yến mạch, cá hồi, trứng, sữa và chế phẩm từ sữa như phô mai để cung cấp nguồn chất cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt, tuyệt đối nói không với các chất kích thích, chất gây nghiện như nước ngọt, cà phê, trà vì sẽ gây mất ngủ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng ghi nhớ của bộ não.